rất nhiều cua con các bạn ạ. Đây có cua con cái rất nhiều luôn. Nó đang ngủ đất, ca này nó đào lỗ này. Ôi, nhưng mà mình cựa một cái là nó chạy. Đây, thấy nhiều chưa? Các bạn thấy nhiều chưa? Đó. Rất nhiều luôn. Chỗ này nhiều vô đối luôn này. Mình chỉ cần mình cựa một cái thôi là nó chui hết vào hang luôn. Hang kia nó đang đánh nhau. Nhiều vô kể luôn các bạn ạ. Đi xa xa cũng rất là nhiều luôn. Đó. Nghe tiếng động cái là nó chạy lại gần tổ ngay. Nhiều vô đối luôn. Bắt một con nhé, con này to nhỉ. Đây, con to mình thử bắt nhỉ. Chặt lỗ. Chặt lỗ là đây. Nhiều vô rồi luôn các bạn. Rất nhiều. Tuy nhiên là mình phải ở yên thì nó mới bò lên. Con cua ấy. Quá nhiều luôn. Để bạn thấy những cái bùn cái đất nó lên nó bới lên đây. Bắt đầu mình nghĩ là những cái kiểu như run ấy, không phải là những chú cua nhá. Cua chú cái nhá. Đấy, giờ các bạn nhìn thấy là chỗ này rất là nhiều luôn. Mình run là mình phải ngồi yên một lát thì nó mới ra nhá. Còn nếu mà mình cựa ấy thì nó sẽ bò hết xuống. Đây một con à, từ gần mình có một cái tiếng động nhỏ thôi là nó chạy hết xuống hang luôn. Đã yên một lát thì nó sẽ lên. Đấy, các bạn thấy chưa, đây chỗ này có một quả này đó, thấy chưa? Hơi nhỏ nên là hơi có nhìn một chút nhá. Đó, chạy xuống. Nó thấy nệt. Này với đất, thực sự là các bạn thấy cái lượng đất nó un lên như này thì thấy nhiều vô đối luôn đúng không ạ?